Bà Nguyễn Thị Giang Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch, bị đề nghị kỷ luật vì không trung thực khi kê khai tài sản. Ngày 13 tháng 6, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Đồng Nai có văn bản đề nghị Ban Thường vụ tỉnh ủy kỷ luật bà Hương do vi phạm luật phòng chống tham nhũng. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch có khuyết điểm, vi phạm, kê khai tài sản không trung thực, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, luật phòng chống tham nhũng. Động thái nói trên của cơ quan kiểm tra tỉnh ủy thực hiện theo yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương sau khi bà Hương trình báo bị lừa hơn 170 tỷ đồng trong tài khoản hồi tháng 3/2024. Bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra xác định nữ chủ tịch huyện bị nhóm lừa đảo xưng danh cơ quan bảo vệ pháp luật gọi điện đến hù dọa dính dáng đến pháp luật. Do không có số tiền lớn, bà Hương huy động tài chính từ người thân, bạn bè. Chỉ trong vài ngày, nhóm tội phạm bằng nhiều thủ đoạn đã xâm nhập vào tài khoản, trút mất hơn 170 tỷ đồng. Vụ án đang được Công an Đồng Nai phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an xác minh, điều tra. Trao đổi với báo chí về vụ việc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch bị lừa đảo hơn 100 tỷ đồng, một lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Đồng Nai cho hay trước đó chỉ nghe râm ran vụ việc này, chưa có báo cáo. Tuy nhiên, sau khi báo chí thống kê về việc Chủ tịch huyện bị lừa với số tiền rất lớn, Ủy ban Kiểm tra tỉnh sẽ lưu ý về việc kê khai tài sản của Chủ tịch huyện, vị này cho biết. Theo các nguồn tin cho hay, bà Nguyễn Thị Giang Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch đã bị nhóm lừa đảo dùng nhiều thủ đoạn, trong đó có công nghệ cao, để lấy tiền của bà Hương từ nhiều tài khoản. Số tiền bị lừa có thể chưa dừng ở con số hơn 100 tỷ đồng. Sau khi báo chí thông tin vụ việc, bà Hương chia sẻ, để công an làm việc cụ thể xem sự vụ ra sao. Như đã thông tin, Công an tỉnh Đồng Nai đã nhận tin báo vụ bà Nguyễn Thị Giang Hương bị lừa đảo số tiền 100 tỷ nên đã tiến hành điều tra vụ việc. Bà Hương cũng giải thích, đây là vụ hacker tấn công vào tài khoản, tiền trong tài khoản chứ tôi không chuyển tiền. Hãy cùng Cà Phê Lên điểm qua 5 chiêu trò lừa đảo phổ biến trên mạng trong dịp Tết đã được Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cảnh báo để phòng tránh cho bản thân và gia đình nhé. 1. Lừa mua vé máy bay giá rẻ. Dịp giáp Tết, nhu cầu đi du lịch của người dân tăng, dẫn đến các chuyến bay có thể hết chỗ sớm hơn dự kiến. Lợi dụng điều này, kẻ xấu thường mạo danh đại lý bán vé máy bay, tự tạo ra các website, trang mạng xã hội với địa chỉ đường dẫn, thiết kế tương tự kênh của các hãng hoặc đại lý chính thức. Sau đó chúng đăng bài viết quảng cáo bán tour du lịch, phòng khách sạn giá rẻ với nhiều tiện ích kèm theo. Nhiều kẻ xấu còn tự nhận là nhân viên của hãng nên có chiết khấu cao, giả mạo đại lý ủy quyền để đưa ra các mức giá hấp dẫn. Các chuyên gia an toàn thông tin cảnh báo, người dân cần tỉnh táo trước khi thực hiện giao dịch trên mạng xã hội, đặc biệt là với quảng cáo giá siêu rẻ và ưu đãi lớn. Khi có nhu cầu mua vé máy bay, nên trực tiếp đặt vé qua website chính của hãng hàng không hoặc gọi điện trực tiếp lên tổng đài nếu không thành thạo việc đặt vé qua mạng. Trước khi thực hiện bất cứ giao dịch nào, cần tìm hiểu kỹ, xác nhận thông tin mã vé và kiểm tra có hiệu lực, đồng thời yêu cầu nhân viên của hãng soát lại thông tin hành trình bay, hành khách bay. Đặc biệt, không nên giao dịch qua bên trung gian thứ ba hay các đại lý khi không rõ về chất lượng, độ uy tín. 2. Lừa việc làm thêm. Lợi dụng tâm lý của nhiều người muốn kiếm thêm thu nhập để có chi phí trang trải dịp Tết, một số kẻ xấu đã thực hiện các chiêu trò tuyển dụng lao động thời vụ, làm việc tại nhà với mức lương hấp dẫn để lừa đảo. Do thiếu thông tin và nôn nóng muốn kiếm tiền, nhiều người dễ dàng mắc bẫy. Những kẻ lừa đảo thường tự xưng là nhân viên sàn thương mại điện tử, nhân viên của công ty môi giới việc làm hoặc các doanh nghiệp lớn, uy tín để đăng giả mạo tuyển dụng, đăng tải các bài viết tuyển người lao động làm việc thời vụ với lời hứa hẹn việc nhẹ lương cao, làm việc tại nhà không phải đặt cọc tiền. Người dân, đặc biệt là những người lao động và có nhu cầu tìm việc nên cẩn trọng với các lời giới thiệu việc làm trên mạng xã hội, không nên tin tưởng vào những đề nghị quá hấp dẫn và những công việc dễ dàng, không quan trọng trình độ hay kỹ năng. Tuyệt đối không đặt cọc cho các đối tượng dưới bất cứ hình thức nào. Khi chưa nắm bắt rõ ràng thông tin và mức độ uy tín, Cục An toàn Thông tin khuyến nghị. 3. Giả danh công an, luật sư hỗ trợ lấy lại tiền đã mất. Đây là hình thức lừa đảo rộ lên trên mạng xã hội Facebook gần đây dưới dạng các tài khoản mạo danh lãnh đạo, cán bộ thuộc cơ quan chức năng, văn phòng luật cung cấp dịch vụ hỗ trợ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng. Đánh vào tâm lý những người từng bị lừa đảo mong muốn lấy lại số tiền đã mất, nhiều kẻ xấu giả danh cán bộ an ninh mạng để hỗ trợ thu hồi tiền lừa đảo. Theo các chuyên gia an toàn thông tin, trong trường hợp nhận được cuộc gọi nghi ngờ mạo danh, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác. Người dân có thể ghi âm cuộc gọi, lưu lại số điện thoại và thông báo kịp thời cho cơ quan công an nơi gần nhất để trình báo vụ việc. Đồng thời, cần thường xuyên cập nhật và nắm bắt thông tin về vấn đề an toàn không gian mạng, luôn cảnh giác với những lời mời chào trên mạng xã hội. Đặc biệt, tuyệt đối không cung cấp những thông tin cá nhân như căn cước công dân, chứng minh thư, số tài khoản ngân hàng, mã OTP để tránh bị đánh cắp thông tin.
không thực hiện bất cứ giao dịch nào trên mạng xã hội nếu chưa xác minh được chính xác người nhận tiền là ai. 4. Cho vay tiền qua app tín dụng đen. App tín dụng đen đa phần đều được quảng cáo là lãi suất thấp, giải ngân nhanh, thậm chí có nơi còn cho vay ưu đãi 0% hoặc thủ tục vay không cần tài sản thế chấp. Nhưng trên thực tế, đây là hình thức vay nhanh thanh toán ngắn trong vòng 7 đến 10 ngày với lãi suất rất cao. Dịch vụ kiểu này thường thẩm duyệt hồ sơ khách hàng bằng cách yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ, năm sinh, nơi làm việc kèm theo số điện thoại. Khi đến hạn thanh toán mà người dân không trả hoặc chậm trả lãi, kẻ lừa đảo sẽ truy cập vào điện thoại hoặc quay sang đòi nợ những người trong danh bạ. Dù không liên quan đến tài khoản vay, gửi tin nhắn đe dọa, xúc phạm hoặc dùng mạng xã hội đăng tải hình ảnh người khác với mục đích bôi nhọ, gây áp lực, ép người vay tiền phải trả tiền. Khi có nhu cầu về tài chính, người dân nên tìm đến các tổ chức cho vay uy tín như ngân hàng hoặc các công ty tài chính hợp pháp. Tuyệt đối không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân hoặc tài khoản ngân hàng trên các trang web hoặc ứng dụng không đáng tin cậy. Đặc biệt, không để bên cho vay truy cập vào tài khoản và danh bạ điện thoại cá nhân. Khi cài đặt bất kỳ ứng dụng nào, đặc biệt liên quan đến tài chính, người dân nên xem xét cẩn thận các quyền mà ứng dụng yêu cầu, cũng như đọc kỹ các điều khoản, chính sách của ứng dụng này. Nếu phát hiện có điểm đáng ngờ, hãy hủy cài đặt ứng dụng ngay lập tức. Trong trường hợp nghi ngờ một trang web có dấu hiệu liên quan đến tín dụng đen, người dân có thể chủ động cảnh báo tại trang web cảnh báo.khonggianmang.vn để cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp ngăn chặn. 5. Lừa nhận quà trúng thưởng. Lừa đảo chiếm đoạt thông qua hình thức nhận quà trúng thưởng là một chiêu trò không còn mới nhưng vẫn tiếp tục hoành hành vào dịp Tết. Kẻ xấu thường gọi điện thông báo trúng thưởng và thường sẽ thiên biến theo nhiều cách thức khác nhau. Để tạo niềm tin cho người nhận, trong tin nhắn, các tay lừa đảo không quên nhắn thêm nội dung cảnh báo, nói đây là tin nhắn chính xác, được xác nhận từ hệ thống và đề nghị bạn không cung cấp mã trúng thưởng cho bất kỳ ai. Nếu làm theo hướng dẫn của hệ thống, nạn nhân sẽ phải truy cập đường link theo tin nhắn, cung cấp thông tin cho hệ thống và chuyển một số tiền nhất định, coi như tiền thuế để hoàn tất thủ tục nhận thưởng. Ngay sau khi chuyển tiền xong, bạn sẽ không thể nào liên hệ được với số liên hệ của bên kia, đồng thời tài khoản báo trúng thưởng cũng sẽ chặn luôn Facebook của bạn. Đối tượng cũng có thể cài cắm mã độc vào trong đường link để đánh cắp thông tin danh bạ, thông tin cá nhân của nạn nhân để phục vụ cho các hình thức phạm pháp khác nhau. Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân cần phải nâng cao cảnh giác trước những lời mời trên mạng xã hội. Cần tìm hiểu kỹ về người gọi đến, yêu cầu họ cung cấp đầy đủ thông tin về họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, địa chỉ, số điện thoại, nếu bên tặng thưởng là cá nhân, tên công ty, địa chỉ cụ thể, số điện thoại, mã số thuế, giấy phép đăng ký kinh doanh nếu bên tặng thưởng là doanh nghiệp để tìm hiểu, tra cứu và xác minh. Mới đây, tại lễ kỷ niệm 3 năm thành lập dự án chống lừa đảo do ông Ngô Minh Hiếu, Hiếu PC cùng các cộng sự sáng lập, chuyên gia tại Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia NCSC và các chuyên gia an ninh mạng đã có nhiều thảo luận và cảnh báo với tình trạng lừa đảo qua mạng tại Việt Nam. Theo ông Hiếu PC, khảo sát hơn 1.000 người dùng cho thấy tình trạng lừa đảo trên không gian mạng 2023 tại Việt Nam đang ở mức đáng báo động và rất phức tạp. Trong tháng 7/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đưa ra 24 hình thức lừa đảo qua mạng. Trong đó, hình thức phổ biến nhất dưới dạng công tác viên, đầu tư tài chính và tình cảm. Các đối tượng lừa đảo thường sẽ tiếp cận nạn nhân và dẫn dụ họ tải Telegram và hướng dẫn trên ứng dụng này. Đến bước này, khả năng bị lừa đảo khoảng 95%, ông Hiếu thông tin. Tương tự, ông Võ Văn Khang, Phó Chủ tịch Chi hội phía Nam của Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam, Vinisa lưu ý, tội phạm mạng tại Việt Nam đang ngày càng phình to. Hiện nay, lừa đảo được xem là một ngành công nghiệp bởi vì không còn đơn giản xuất phát từ một cá nhân hay nhóm nhỏ. Ngành này hình thành và bùng phát 5 năm qua, song song trong thời buổi phát triển tiến bộ của khoa học công nghệ. Những đối tượng lừa đảo có các giáo trình, phương pháp tâm lý học, công cụ hiện đại để tiếp cận các nạn nhân. Phó Chủ tịch Vinisa đánh giá tỷ lệ người dùng Việt Nam sử dụng công nghệ luôn luôn đứng đầu trên thế giới. Tuy nhiên, mức độ hiểu biết về Internet chỉ ở mức trung bình trên thế giới. Đó là điều kiện để các đối tượng xấu khai thác. Đối tượng lừa đảo sử dụng các phương pháp có sẵn, có các nhánh tiếp cận theo hình phễu, hiểu rõ các nạn nhân tiềm năng và tỷ lệ thành công rất cao. Những người thường được hướng đến là người có đồng tiền nhàn rỗi hoặc muốn làm việc nhẹ lương cao, ông Khang chia sẻ. Thạc sĩ Philip Hùng Cao, chiến lược gia và nhà truyền bá về Zero Trust cho biết, có gần 16 tỷ đô la Mỹ do người Việt Nam bị lừa đảo qua mạng trong tổng số 53 tỷ đô la Mỹ toàn cầu. Đó là con số rất lớn để thấy rằng Việt Nam là vùng trũng trong khả năng nhận thức thông tin và sử dụng mạng. Ngành công nghiệp lừa đảo qua mạng có tỷ suất lợi nhuận 2.500% trong năm qua. Dự đoán năm 2024, tỷ suất lợi nhuận càng tăng. Để tránh các rủi ro, người dùng cần chậm lại bằng cách nín thở 7 giây trước khi click chuột hoặc tắt hết các kết nối khi không cần dùng đến như Wi-Fi, Bluetooth.
Theo báo cáo Liên minh chống lừa đảo toàn cầu GASA về thực trạng lừa đảo tại Việt Nam, cuộc khảo sát rộng rãi với sự tham gia của 1.063 người Việt Nam cho thấy có 55% bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng nhận biết lừa đảo của họ, trong khi chỉ có 14% khiêm tốn thừa nhận hoàn toàn thiếu tự tin. Báo cáo GASA cho hay người dân Việt Nam đang phải vật lộn với các vụ lừa đảo với tần suất đáng báo động, với con số đáng kinh ngạc là 70% cho biết họ gặp phải các vụ lừa đảo ít nhất mỗi tháng một lần. Mức độ nghiêm trọng của tình hình càng được nhấn mạnh bởi số liệu thống kê đáng lo ngại, 49% đã trải qua sự gia tăng các vụ lừa đảo trong 12 tháng qua, nhấn mạnh tính chất lan rộng và ngày càng phát triển của vấn đề này. Không có gì ngạc nhiên khi Facebook và Gmail nổi lên như những kênh lừa đảo chính, với 71% số người được hỏi gặp các vụ lừa đảo thông qua các nền tảng được sử dụng rộng rãi này. Theo sát là Telegram 28%, Google 13% và TikTok 13%. Chiếm vị trí thứ 3 đến thứ 5 là các kênh được khai thác nhiều nhất. Lừa đảo đầu tư được cho là phổ biến nhất khi 13% người tham gia báo cáo về hình thức này. Nghịch lý thay, giữa sự phổ biến các vụ lừa đảo, có tới 56% cho rằng không xảy ra trong 12 tháng qua. Báo cáo trung bình 0,8 vụ lừa đảo cho mỗi người tham gia.